Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt của người Việt TV. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì cái tờ báo Sài Gòn nhỏ là một trong những tờ báo cũng rất là uy tín và được cái sự mến mộ của những khán giả của độc giả đặc biệt là ở miền Nam California thì tờ báo Sài Gòn Nhỏ đã phát động một cuộc thi có tên là Muôn Nẻo Đường Đời. Chính xác hơn đó là một cuộc thi viết và nó đã trải dài một năm rồi và nhận được rất nhiều những cái sự hưởng ứng của những cái cây viết ở khắp nơi trên thế giới. Và ngày hôm nay, Hoàng Vi rất là vinh hạnh được gặp gỡ và trò chuyện với vị chủ khảo của cuộc thi đó là giáo sư Quy Di đã đến Nhật Báo Người Việt để chia sẻ tất cả những thông tin liên quan đến cuộc thi cũng như là về cái buổi phát giải sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy tuần này là vào ngày 15 tây tháng 10 và xin kính chào giáo sư Quyên Di ạ. À. Tôi chào cô Hoàng Vi và chúng tôi trân trọng kính chào toàn thể quý khán thính giả. Dạ vâng thưa giáo sư, um, chắc chắn là khán giả đang xem chương trình sẽ rất là thắc mắc là vì sao cuộc thi viết lại có tên là muôn nẻo đường đời vậy? Bởi vì thực ra là cuộc đời con người nhiều khi có một cái nẻo đi, nhiều khi đã cũng lắm gian truân khổ ải rồi mà bây giờ lại là muôn nẻo đường đời, vì sao vậy ạ? À? Giáo sư có thể giải thích ý nghĩa cuộc thi một chút hay không? cảm ơn cô hoàng vi đặt câu hỏi để tôi có cơ hội giải thích về chủ đề cuộc thi viết muôn nẻo đường đời không phải một người mà họ đi muôn nẻo đâu nhưng mà muôn người ở trong cuộc đời mỗi một người thì đã đi rất nhiều nẻo đường bởi vậy nó là muôn nẻo đường đời mà nẻo đây là lối đi lối đi ở trong cuộc đời của mình mà thực sự lối đi này cũng là lối đi thực tế nữa bởi vì dòng sinh mệnh của dân tộc Việt Nam gắn liền với những cuộc di chuyển từ di chuyển từ thời rất xa xưa để định cư ở vùng châu thổ sông Hồng cho tới những cuộc di chuyển thí dụ, di chuyển để có cuộc nam tiến chẳng hạn hoặc là cuộc di chuyển trong thời kỳ thập niên 40 phải tản cư từ nơi này qua nơi khác vì lý do thời sự hoặc là cuộc di chuyển ra khỏi đất nước sau năm 175. Do đó là có rất nhiều cuộc di chuyển và mỗi một con người Việt Nam đều có những cuộc di chuyển riêng. Cộng lại thì nó là muôn nẻo đường đời. Ừ. Và đúng là cuộc đời con người là những chuyến đi mà phải không thưa giáo sư? Um, nhưng mà vì sao? Vì sao ban tổ chức? Đó là ý nghĩa của cái cái chủ đề. Nhưng mà vì sao ban tổ chức lại quyết định là sẽ mở ra một cuộc thi viết về muôn nẻo đường đời như thế này ạ? À? Thưa, đây có thể là một uh, cuộc thi mà giúp chúng ta gom góp một số những tài liệu sống động về những cuộc di chuyển của người Việt Nam. Và khi gom góp lại như vậy, chúng ta có thể viết lịch sử không phải một cách chính thống nhưng mà viết theo chuyện kể mà chuyện kể thì sống động lắm và nó có những nhân chứng cụ thể cho những cuộc di chuyển như vậy mà mỗi một cuộc di chuyển đều có ý nghĩa của nó gom góp lại thì ra ý nghĩa của những cuộc di chuyển của cả một dân tộc Việt Nam. Dạ vâng, giáo sư vừa nói là những cái cuộc di chuyển nó sống động lắm và cái cuộc thi này giống như là một cái cuộc um, mình ghi chép lại, mình tổng hợp lại những cái cuộc di chuyển như thế này. Vậy thì giáo sư thứ nhất là có thể kể lại những cái cuộc di chuyển thông qua những cái bài viết mà mình đã đọc được. Cái gì làm cho giáo sư ấn tượng nhất, tâm tư nhất và và cảm thấy là xúc động nhất và bên câu hỏi thứ hai là tóm tắt một chút ngắn gọn cái cuộc thi trong suốt một năm vừa qua nó có cái gì đặc biệt ạ thưa giáo sư. Tôi cảm ơn cô đặt câu hỏi. Um, cái gì tâm tư nhất Cái gì gây xúc động nhất Đó là những câu chuyện thật Được kể do chính nhân vật Tham dự ở trong câu chuyện đó Có nghĩa là các tác giả Thế thì khi mà chúng tôi đọc 169 câu chuyện gửi về Ban đầu hầu hết những chuyện gửi đợt thứ nhất Nghiêng về cái cuộc di chuyển của người Việt từ trong nước vượt thoát ra bên ngoài và định cư ở những quốc gia đang trong thể chế tự do. Nhưng càng về sau, chúng tôi càng nhận được những bài vở nói về những cuộc di chuyển khác, thí dụ có thể là di chuyển từ Sài Gòn để rồi hồi cư trở về những vùng quê quán ở vùng lục tỉnh chẳng hạn, cũng là một sự di chuyển hoặc là đến Hoa Kỳ rồi di chuyển từ tiểu bang này qua tiểu bang khác để tìm một nơi sống thích hợp hơn, lý tưởng hơn. Hoặc là có những cuộc di chuyển như tôi vừa thư lúc nãy đã xảy ra từ thập niên 40 khi mà người Việt giữa sự đụng độ của nhiều thế lực phải bỏ Hà Nội hoặc là bỏ thành phố lớn mà về miền quê sinh sống. Trong cuộc di chuyển đó, những gian truân như thế nào và họ tìm thấy ở trong cuộc di chuyển đó ý nghĩa cuộc đời của họ ra làm sao. Chuyện này khiến chúng tôi rất là xúc động. Bởi vì sao? Bởi vì coi như là khi đọc xong 169 câu chuyện gửi về, chúng tôi thấy cả một dòng lịch sử Việt Nam đang di chuyển như một dòng sông ngầm mà chảy ra biển lớn là đất nước Việt Nam chúng ta từ trong đất nước ra ngoài biển Đông. Đó là một hình ảnh thôi. Tất cả những cuộc di chuyển đó gom lại tạo nên một dòng sống của lịch sử Việt Nam. Dạ vâng. Nhưng mà trong 169 cái câu chuyện di chuyển như vậy, Hoàng Vi biết câu hỏi này là rất khó khăn cho bất kỳ những ai mà làm giám khảo. Thì trong những 169 cái dòng di chuyển như vậy, thì câu chuyện nào làm cho giáo sư cảm thấy xúc động nhất? À, cô Hoàng Vi đặt câu hỏi này đúng là một câu hỏi khó trả lời. Lý do sao? chúng tôi muốn giữ bí mật kết quả cuộc thi. Ừ. Nếu bây giờ tôi kể ra đại khái câu chuyện là như thế làm tôi xúc động nhất thì ngay tác giả hoặc là những người đọc các tác phẩm trong cuộc thi sẽ biết ngay là chúng tôi đã chọn tác phẩm nào rồi. Tôi chỉ xin một điều thôi là rất nhiều câu chuyện là tôi xúc động, có thể là xúc động rớt nước mắt, có thể xúc động mà lịm người đi bởi vì theo dòng kể của tác giả mà chúng tôi theo từng bước chân của họ để thấy rằng họ đã gặp cảnh đời như thế nào, xúc động lắm. Dạ vâng, nhưng mà muôn nẻo đường đời thì có cả cái sự um, buồn, có cả đau khổ, có cả những cái thách thức, nhưng mà cũng phải có niềm vui nữa phải không, thưa giáo sư? Có mẫu chuyện nào trong số 169 tác phẩm gửi về là những câu chuyện vui không à? ạ? Dạ là có những chứ. tiếng reo vui? Có, nhưng mà hầu hết đó, buồn vui lẫn lộn. Thí dụ có thể là buồn trước nhưng sau đó gặp những cái cảnh đã mở ra và nhân vật trong câu chuyện gặp chuyện vui thì khi chúng tôi đọc như vậy, chúng tôi cũng vui theo uh, tác giả đã kể như thế nào, thế có buồn có vui, nhưng mà khi nói tới những cuộc di chuyển như vậy, cô hợp với đặt câu hỏi rất là chính xác. Đa số là chúng ta cảm thấy ngậm ngùi. Ngậm ngùi rồi sau đó có câu chuyện mở ra cho thấy vui thôi. Dạ vâng. Um, trong 169 tác phẩm do những khá, um, tác giả gửi về thì giáo sư có thể hé lộ bật mí một chút về cái tác giả được hay không ạ? À? Đó là tác giả đến từ đâu hay là già dạ, và và họ có thường xuyên là những cây bút chuyên nghiệp hay không ạ? À? Câu hỏi của cô Hoàng Vi khiến cho tôi nhớ lại ngay từ ban đầu cô đã à, gợi ra là rất nhiều người trên toàn thế giới này đã đóng góp bài vở cho cuộc thi thì sự thực ra là như vậy thật nhưng mà hai nơi mà gửi bài về nhiều nhất đó, đầu tiên là Hoa Kỳ thứ ừ. hai là ở Việt Nam hai quốc gia đó đã có những người, người gửi bài về nhiều nhất và khiến cho chúng tôi cảm thấy rằng à ký ức của người Việt dù ở lại trong nước hay là ra nước ngoài mà sống vẫn sống động ở trong con người người ta Người ta không quên được ừ, Dạ vâng Thôi thì Hoàng Vi nãy giờ cứ cố gắng hỏi Những cái chi tiết Những cái tác phẩm nào Để bật mí với quý vị khán giả Đang xem cái cuộc phỏng vấn này Nhưng mà xem ra giáo sư giữ kín quá Giữ kín cho đến cái buổi trao giải Là vào thứ Bảy ngày 15 Tây Tháng 10 sắp tới Nếu như không thể nói về tác phẩm Vậy thì giáo sư Vi Di có thể nói về giải thưởng đi Dạ Như vậy thì có bao nhiêu giải Và cái giá trị của giải thưởng như thế nào ạ? À? Lúc đấy là cô Hoàng Vi gài bẫy tôi Nhưng mà tôi biết trước cô Hoàng Vi khôn ngoan lắm mà Tôi phải tìm cách tôi chạy trốn thôi Dạ không, không thể nào mà qua được qua, qua mắt được giáo sư đâu ạ à. cảm ơn cô Thế thì bây giờ tôi trả lời câu hỏi trực tiếp vừa rồi Cô vừa đặt ra à, Cuộc thi một năm trời Từ trung tuần tháng 7 năm 2021 Đến trung tuần tháng 8 2022 Trong vòng một năm đó Chúng tôi chia cuộc thi ra làm 4 đợt sơ kết. Mỗi một đợt chúng tôi chọn ra 5 tác phẩm mà nổi bật nhất ở trong cái cật sơ kết đó. Và bởi vậy mỗi một lần 5 bài, 4 đợt ra là 20 bài. 20 bài đó có cơ hội để vào vòng chung kết và tác giả 20 bài đó mỗi một vị nhận được một số tiền tượng trưng 100 đô la. Nhưng mà tới giải chung kết mà sẽ công bố vào thứ bảy sắp tới đây này. Chúng tôi có tất cả là 8 giải. 5 giải khuyến khích, mỗi giải 500 đô la. Giải hạng 3, 1.000 đô la. Giải hạng nhì, 3.000 đô la. Và giải hạng nhất, 5.000 đô la. Tại cô Hồng Vi không thi như vậy thì như vậy thì đây là một cái dịp rất là hay khi mình có thể kể lại chính cái cuộc đời của mình hoàng vi tin rằng mỗi cuộc đời con người đó, nó đều có những cái giai đoạn rất là kể cả vừa lạ lùng mà rất là hay ho mỗi khi người ta nghĩ về phải không giáo sư mà bây à. giờ mình lại chấp bút mình viết lại nữa và bây giờ hiện ra được cái thành quả là một cái giải thưởng rất là lớn như vậy thì đúng là không có còn gì vui bằng nhưng mà câu hỏi cuối hoàng vi muốn xin phép được hỏi giáo sư là một uh, trong những cái giám khảo thì chắc chắn giám khảo nào mà khi mà nói về cái sự lựa chọn của mình á thì cũng sẽ nói là khó khăn lắm bởi vì tác phẩm nào cũng gây cái sự xúc động những cái buồn vui lẫn lộn khác nhau nhưng mà xin phép được hỏi giáo sư cái cảm xúc những cái uh, trải nghiệm mang tính cách cá nhân và cả những cái suy nghĩ của giáo sư khi là cái người chủ khảo và đọc um, những cái tác phẩm như thế này thì cái điều gì động lại sâu cùng và dẫn và đi đến cái ngày hôm nay khi mà giáo sư kết thúc cái 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 cuộc thi mà nó kéo dài một năm trời như thế này thì những cảm xúc cá nhân nào nó còn động lại ở nơi giáo sư ạ? Trước hết tôi xin phép uh, có một tí thì giờ để nói cái cách chúng tôi làm việc. Chúng tôi có 7 giám khảo. Chọn số lẻ để vì sao? Để khi mà chúng ta uh, tổng kết đó mình có cái sự tranh lệch. Còn nếu mà bây giờ 6 chẳng hạn, ba người thế này, ba người thế kia thì thôi khó lắm. Đó là một cách khi mà có cái sự thế nào đó mà nó trùng hợp cái số điểm hai bên bằng nhau đó thì tránh chủ khảo là người quyết định tác phẩm nào bây giờ câu hỏi tôi là cái gì lắng đọng nhất sau khi tôi đọc gần đó tác phẩm với tinh cách là một là giám khảo thứ nhất ký ức của người việt rất tốt qua gần đó những cái gian truân đặc biệt về chiến tranh thế mà ký ức không bị phai mờ cái đó là điểm rất là đặc biệt. Thứ hai nữa, trong cộng đồng chúng ta rất nhiều văn tài mà chúng ta chưa cơ hội khám phá mà thôi. Nhiều khi chính văn tài đó cũng không biết rằng văn tài của mình cao đến đỡ nào nữa. Nhưng mà chúng tôi là những người đọc một cách bình tâm, thấy văn tài nhiều lắm. Tôi nói thật, tôi cũng là một người viết, mà khi đọc những bài vở các tác giả gửi về, tôi biết rằng thực sự nếu xét về tài năng văn tài đó rất nhiều vị hơn chúng tôi nhưng mấy vị đó không có cơ hội để mà phát triển thì đây là cơ hội để phát triển biết đâu trong cuộc thi như thế này chúng tôi sẽ tìm ra một số tác giả mà với cái hướng đi như thế tác giả đó sẽ nổi tiếng ở trong tương lai với những bài vở của họ Dạ vâng, vậy thì Hoàng Vi tính dừng lại câu hỏi vừa rồi nhưng mà làm giáo sư làm cho Hoàng Vi tò mò Vậy thì con đường nào hướng đến tương lai cho những cái tác giả mà đạt giải thưa giáo sư? Dạ, thưa các cơ quan truyền thông Sài Gòn nhỏ, người Việt hoặc các báo khác nữa Nhật báo, tuần báo ở trong cộng đồng người Việt hải ngoại rất nhiều Nếu mà các cơ quan truyền thông cũng trùng một tâm huyết với nhau một sự trùng hợp là thế nào là tất cả chúng ta đều tìm cách nâng đỡ, phát triển các văn tài. Và thứ hai, các cây bút sẵn sàng đóng góp bài vở cho các cơ quan truyền thông thì chắc chắn con đường văn học sẽ mở ra một hướng mới, trong đó chúng ta khám phá ra rất nhiều tác giả mới với văn tài của họ dạ vâng và bằng cách đó thì cái ngôn ngữ tiếng việt của mình vẫn sẽ được giữ gìn vẫn sẽ được phát triển ngày một tốt hơn phải không thưa giáo sư rất cảm ơn giáo sư quyên di đã dành thời gian đến với nhật báo người việt và chia sẻ những tâm tư rất là thật và rất là sống động thông qua cuộc thi muôn nẻo đường đời và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại